tôi mới sáng mà coi như ướt nhẹp cái bộ đó đi. Trời phí vậy. Ướt ướt hết xuống đến từng quần luôn. Thôi mẹ. Mẹ. Có bộ đồ đẹp mẹ. Đẹp. Hết. Nhanh nhẹo. Cái bộ này không đẹp. Bộ này nhìn người lớn lắm. Bộ đó nhìn con gái hơn. Không, cái đó em nói thật. Em đi anh Thu cứ bảo mẹ mặc màu sắc sắc. Mẹ phải đi mưa vào đấy mà không đưa đi chơi cho chị. Không, không đi qua bên đó. Ờ vậy à, đưa đi coi thôi, đi chơi thật à. Trời ơi, mẹ nhầm. Này trừ mấy lúc em nói xạo ra còn lại em đều nói thật mà. Mẹ là người mà thường xuyên nói xạo. Mẹ là người thường xuyên mình. Đúng rồi, chính xác. Mẹ là người thường xuyên nói A mà muốn người ta hiểu B, mà sao lần này mẹ lại không, mẹ không tự được giải, không tự giải được bài toán của chính mình. Mẹ biết lúc nào là nói dối, lúc nào nói thật. Thế nhưng mà thì cứ nhân nhân. Ai á? À, kèo rượu đánh cà phê. À, đánh cầu lông. Nhưng mà này là kèo khác. Ôi, biết hết rồi. Còn mình là đang đi kèo khác. Mình đi giao lưu. À, mình đi đánh người nhóm khác, sân khác. À, vậy hôm nay cho mẹ đi coi đánh cầu lông. Bảo. Khiếp, trời nó ôi đến nỗi mà tự nhiên mồ hôi nó cứ chảy. Thôi. Nó cứ chạy mà nó ướt hết. Đang tiếc cái bộ đồ gạch bông của mẹ. Mẹ mà cái bộ đồ gạch bông nó đẹp mà. Mẹ đừng có nhạy cảm, mẹ đừng có mẹ suy nghĩ gì mẹ về cái từ gạch bông. Nhưng mà mẹ phải nghĩ gạch bông thì có loại gạch bông đẹp. Mua từ cái năm ngoái năm tê ở chợ mình cái này 100.000 đó. Đó là gạch bông đẹp đó. Em và cách ăn mặc của em là khác mẹ nha. Ai? Em là giống nhau y chang. Giống là sao? Tức là ví dụ em mặc cái áo đó mà em thấy ok em mua 5-6 cái áo như thế. Quần thì em cũng mua 5-6 cái y chang nhau luôn. Không khác màu luôn. Để mà mẹ phải đi cho biết đó biết đây chứ ở nhà với biết cái nào cho khôn. Ở nhà với mẹ biết nhà ngày nào khôn. Ở nhà với em chứ biết ngày nào cho khôn. Đâu em không có ở nhà đâu. Chứng tỏ là em dạ khôn nên em ở nhà với em. Tao nghĩ là em đâu có ở nhà đâu. Ở nhà với em. Cái nhóm đánh cầu lông này á là nhóm nhân viên văn phòng. Dạ. Cùng lứa với thằng Hoàng, thằng Nghĩa đó. Dạ. Sắp tới rồi. Đường này mình chưa được đi lần nào vậy hả? Dạ. Có một người vừa sưu tập đường xá như mẹ thì chỗ nào mới. Ờ có cái nhà ấy không? Cái này nè. Đó là đá banh mà. Trong cái nhà này nè. Yo. Đánh xe nào Tiến? Dạ. Đánh xe nào? Mẹ ngồi đây nè mẹ. Mẹ anh. Mẹ anh. Chào bác. Mẹ ngồi đây nè mẹ. Mẹ ngồi đây nha. Mang chiếc gỡ lên sân cầu lông học bài là. Mẹ hiểu hả? Trường không phải đối thủ rồi Trường ơi. Hả? À? Chào các cháu nha. Chào các cháu bác về. Vui không mẹ? Về sau đi nữa không? Hả? Đi nữa. Đi nữa hả? Ngồi không? Sao
tao đưa cái massage đi. À, hợp lý. Thích không? Đau lưng. Đau lưng á? Ừ. Nhưng mà đi chơi vậy thích không? Thích. Thích thật không? Thật. Thật không hay là đùa? Thật. Mấy đứa đó nó cũng ngoan hiền lắm nè. Ừ. Thấy ngon rồi. Thì em có quậy quạ được đâu mà chơi mấy đứa quậy sao chơi được. Chơi mấy đứa quậy nó rủ mình đi quậy, mình không có quậy được chung với nó làm sao nó đâu có rủ nữa. Chứ em cũng muốn quậy lắm chứ. Thiệt. Nhưng mà ý mình quậy không tới. Quậy không tới lần sau nó đâu có rủ. Giống như giờ đi nhậu đi. Mà nó rủ mình đi nhậu thì ok đấy, nhưng mình nhậu không có đủ. Nhậu quá ít đi, nó chưa có chạy đà mình đã xỉn rồi, lần sau đâu có rủ nữa. Đấy chứ, cái hoàn cảnh chứ cũng chẳng muốn ngoan gì đâu. Con đường này cũng đẹp lắm mày ha. Đường này là đường gì? Đường vào tim mẹ ngồi lên giá. Đường này đường Đồng Khởi đó mẹ. Mình đi thẳng ra tới nhà. Hình như là 11, 12 ngàn á. Nhưng mà nếu mua siêu thị như 8, 9 ngàn á. Không biết nước trắng đấy, lúc này em mua bao nhiêu? Nước trắng này em mua 7 nghìn 6 nghìn 6 nghìn một chai. Cũng đắt. Dạ thì người ta kinh doanh mà. Không à, uống được hả? Thì uống thì được đó. Hết rồi. Nhưng mà cái lượng đường nó ít. Ờ, nó không giống như mấy nước còn khác là đường không à. Này ít. Thì người ta đo rồi. Thì cái 30/4 năm ngoái này đi đâu ta? Đi Sapa Lào Cai. Chắc đi Sapa Lào Cai. Không nhớ nữa. Sắp về nhà rồi. Sắp kết thúc hành trình đi đánh cầu lông cùng con. Kia dựng xe đứng sát rạch luôn á. Ừ. Chắc không vô được. Ừ, được, dừng đây mẹ xuống. Dạ. Mẹ về nấu cơm, em nhớ về ăn cái đói nha. Chắc dạ. Em chưa ăn gì vậy gì? Hình như vậy á. Sáng đến giờ chưa ăn gì. Hình như vậy, em không nhớ, hình như vậy á. Vậy thì về sớm nha. Dạ. Mà ăn chứ để ăn cái gì rồi thì đến. Mẹ cứ nấu cơm chín mẹ kêu em. Đó. Ừ. Dạ.